Thưa quý vị, với việc năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng đã tăng lên mức 10.000 mẫu mỗi ngày, cùng gần 100 đội lấy mẫu cơ động được thành lập, thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm COVID-19. Trước mắt sẽ xét nghiệm thật nhanh trên diện rộng tất cả các khu dân cư có người mắc và những khu vực có nguy cơ cao. Trong ngày hôm nay, các đội xét nghiệm tại Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy mẫu cho hơn 1.600 người tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang và 1.000 người tại các khu dân cư có người mắc COVID-19 thuộc quận Sơn Trà. Việc xét nghiệm diện rộng các khu dân cư phong tỏa, khu dân cư có nguy cơ cao một cách nhanh chóng được ngành y tế nhận định là bước đột phá để siết chặt nguồn lây, tiến tới dập dịch. Hiện nay, mỗi ngày Đà Nẵng có khoảng 100 đội xét nghiệm rải khắp các địa bàn. Mỗi đội này trung bình sẽ lấy được 300 mẫu. Do đó mà gần như phương châm phong tỏa, cách ly đến đâu, xét nghiệm đến đó đã được thực hiện. Đà Nẵng dự kiến sẽ hoàn thành việc xét nghiệm cho các khu vực có nguy cơ cao như khu dân cư có người mắc, khu vực có F2, thậm chí là F3 trong vài ngày tới. Sau đó sẽ mở rộng phạm vi xét nghiệm ra cộng đồng và những nơi có chỉ dấu dịch tễ. Hôm nay, Sở Y tế Đà Nẵng cũng cảnh báo người dân là hiện tại chỉ có 4 cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế là Bệnh viện Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện 199. Những cơ sở test nhanh hay xét nghiệm khác trên địa bàn chưa được công nhận và chưa đủ điều kiện để có kết quả xét nghiệm COVID-19 chính xác.